Đây là số phiếu để nhận thuốc em mọi người. Đây là lấy phiếu để nhận các sơ cho thuốc đau, thuốc ốm vậy. Dạ, cho con xin, cảm ơn. Để nhận thuốc cắt sơ cho nha mọi người. Đây là những đứa em đang xin tội xong. Rồi này rồi lùm mua anh nhầm luôn ai. Đây là con trai của mình đang xưng tội nha mọi người. Là xếp hàng để chờ lấy thuốc nha mọi người. Đo huyết áp rồi khám. Hôm nay là rất lễ mấy đứa em nhỏ và lại các giá các sơ các cả thuốc men luôn. Rồi mấy bịch bánh mì nha mọi người.
Rồi những ai chưa có hết tóc thì có người hết tóc luôn em này. Hết cho mấy đứa em nhỏ luôn. Này còn mấy đứa đang chờ luôn nè. Được ngon rồi. Anh xếp hàng đang chờ khám rồi lấy thuốc luôn mà.